vắng nên cháu không biết đâu. Thank you.
lọc cái bì ra mà. Đó, xong đó. Xong đây. Không sạch đây, em luộc nấm từ sáng đó. Nấm để tí nữa xào ăn. Luộc nguồn nấm thẻm phết. Và nhìn thấy rõ nhà mình à. Luộc chín chưa? Bà chắc cũng già già rồi đi. Tầm mẹ.